Chào mừng các con đã quay trở lại với khóa học toán lớp 8 của trang web bingclass.com. Ở bài giảng hôm trước, chúng ta đã được tìm hiểu về cách phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung. Vậy với những đa thức mà không có nhân tử chung, chúng ta có thể phân tích nó thành nhân tử được không? Thì câu trả lời là có. Ngày hôm nay chúng ta sẽ học thêm một phương pháp mới để phân tích đa thức thành nhân tử. Ta sẽ cùng đến với bài 7. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hàng đẳng thức. Trước hết, cô nhắc lại 7 hàng đẳng thức đáng nhớ. Đầu tiên là bình phương một tổng, bình phương của một hiệu, hiệu hai bình phương, lập phương của một hiệu, lập phương của một tổng, tổng hai lập phương và hiệu hai lập phương. 7 hàng đẳng thức này, nếu như cô đổi vị trí của các vế trong một số hàng đẳng thức, các con có thể nhìn thấy ở phía bên phải. Cô sẽ viết theo hướng ngược lại, là từ đa thức chuyển thành bình phương. Tương tự, từ đa thức cũng chuyển thành bình phương. Cô sẽ để vế trái là các đa thức và vế phải là các biểu thức được viết dưới dạng tích các nhân tử. Khi đó các con sẽ thấy là các đẳng thức được viết theo hướng này chính là những ví dụ của việc phân tích đa thức thành nhân tử. Ở phía vế trái đều là các đa thức và phía vế phải là tích của các nhân tử mà bằng với đa thức đó. Như vậy, nếu như có một biểu thức có dạng phía vế trái của những đẳng thức này, chúng ta hoàn toàn có thể biến đổi nó ngay về thành phía vế phải, tức là đã biến đổi đa thức đó thành các nhân tử. Và phương pháp dùng các đẳng thức này để phân tích đa thức thành nhân tử được gọi là phương pháp dùng hàng đẳng thức. Ta thấy ở đây các đa thức thì chưa hề có nhân tử chung, nhưng bằng cách vận dụng hàng đẳng thức, chúng ta vẫn có thể đưa nó về thành tích các nhân tử. Cụ thể, để các con có thể nắm được rõ hơn, cô sẽ nêu ra ví dụ như sau. Bài 1. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử. Ở đây cô có 4 đa thức. Đa thức đầu tiên có dạng x bình trừ 4x cộng 4. Ta thấy rằng đó chính là đa thức đã được khai triển của bình phương một hiệu. Vậy thì ở đây ta sẽ tách 4x thành 2x nhân 2, sau đó đưa về dạng bình phương của một hiệu, tức là x trừ 2 tất cả bình. Tiếp theo với câu B, x bình trừ 2. Ở đây ta thấy nó đã có dạng là a bình. Vậy thì để biến nó về dạng a bình trừ b bình, ta phải viết 2 thành bình phương của một số. Ta thấy ngay 2 chính là bình phương của căn 2. Vậy thì ở đây ta sẽ biến đa thức này thành x bình trừ căn 2 tất cả bình. Tới đây nó đã có dạng hàng đẳng thức hiệu 2 bình phương. Ta áp dụng đúng hàng đẳng thức, nó sẽ bằng x trừ căn 2 nhân với x cộng căn 2. Hoàn toàn tương tự đối với đa thức thứ 3. Đa thức này có dạng hiệu 2 lập phương. Như vậy, bằng cách dùng hàng đẳng thức, ta đưa nó về dạng là 1 trừ 2x nhân với 1 cộng 2x cộng 4x bình. Với đa thức D, ta thấy nó có dạng là khai triển của lập phương một hiệu. Như vậy, ta suy ra D sẽ bằng 1 trừ x tất cả mũ 3 bằng cách áp dụng ngay hàng đẳng thức. Như vậy, đối với những đa thức mà không có nhân tử chung nhưng lại có dạng một vế của hàng đẳng thức, thì khi đó chúng ta hoàn toàn có thể áp dụng hàng đẳng thức để đưa đa thức đó về dạng vế kia. Nhưng các con lưu ý rằng đối với một đa thức bất kỳ thì chúng ta vẫn sẽ ưu tiên phương pháp đặt nhân tử chung, sau đó thì tới phương pháp dùng hàng đẳng thức. Câu tiếp theo phức tạp hơn một chút, chúng ta có đa thức là x-2 tất cả bình trừ đi 9x bình. Ở đây có một số bạn thường là sẽ tách x-2 tất cả bình ra thành x bình trừ 4x cộng 4, sau đó thì rút gọn. Tới đây thì bạn sẽ không biết làm như thế nào nữa, bởi vì nó không có dạng một hàng đẳng thức và cũng không có nhân tử chung. Như vậy chúng ta sẽ không làm theo cách này. Các con cần chú ý là để phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung, chúng ta cần phải có một cái nhìn tổng quát để thấy được dạng hàng đẳng thức xuất hiện trong đa thức. Ở đây ta thấy rằng đa thức này có dạng hiệu của 2 bình phương, vậy thì chúng ta không cần phải tách ra mà áp dụng ngay hàng đẳng thức. Khi đó ta viết 9x bình chính là 3x tất cả bình và áp dụng thì thấy rằng nó sẽ bằng x trừ 2 trừ 3x nhân với x trừ 2 cộng 3x và rút gọn. Kết quả sẽ là trừ 2x trừ 2 nhân với 4x trừ 2. Và như vậy rất dễ dàng ta đã phân tích xong nó thành nhân tử. Chúng ta có thể áp dụng phân tích đa thức thành nhân tử giải một số bài toán. Cô có chứng minh rằng 2n cộng 5 tất cả bình trừ 25 sẽ chia hết cho 4 với mọi số nguyên n. Ta chú ý về cách tư duy, để chứng minh đa thức này chia hết cho 4 thì ta sẽ phải biến đổi nó về dạng tích các nhân tử, trong đó có một nhân tử là 4. Vậy thì ở đây ta thấy rằng 2n cộng 5 tất cả bình đã có dạng là bình phương, trừ đi số 25. 25 thì là 5 bình, như vậy chúng ta đã biến đổi đa thức này về dạng bình phương trừ bình phương. Tới đây áp dụng hàng đẳng thức, ta sẽ suy ra được nó sẽ bằng 2n cộng 5 trừ 5 nhân với 2n cộng 5 cộng 5, rút gọn sẽ là 2n nhân với 2n cộng 10. Tới đây ta thấy đối với đa thức 2n cộng 10, ta có nhân tử chung là 2, vậy ta đặt 2 ra ngoài. Tới đây đa thức ban đầu sẽ được đưa về dạng tích là 4n nhân n cộng 5. Lại có n là số nguyên, như vậy n nhân n cộng 5 sẽ là một số nguyên. Vậy thì đa thức ban đầu sẽ chia hết cho 4. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với phần luyện tập. Bài 1. Phân tích đa thức thành nhân tử. Câu A. 1/25x bình trừ đi 64y bình. Khi mà ta thấy đa thức có xuất hiện một phần của bình phương trừ bình phương thì ta sẽ cố gắng biến đổi. Ở đây 1/25x bình sẽ chính bằng 1/5x tất cả bình. Còn 64y bình thì sẽ là 8y tất cả bình. Tới đây ta áp dụng hàng đẳng thức hiệu hai bình phương thì sẽ được kết quả là tích các nhân tử như thế này. Câu B. Ở đây ta thấy đa thức này có dạng là hiệu hai lập phương. Ở đây chúng ta thấy đa thức này có dạng hiệu hai lập phương. Chúng ta có thể tách các tích là a cộng b tất cả mũ 3 và a trừ b tất cả mũ 3, sau đó rút gọn và phân tích thành nhân tử. Cách thứ hai là chúng ta áp dụng luôn hàng đẳng thức. Đây là hiệu hai lập phương. Tới đây chúng ta sẽ bỏ ngoặc và rút gọn. Kết quả cuối cùng sẽ là 2b nhân với 2a bình cộng với b bình. Như vậy là ta thấy đối với một đa thức cũng có thể có rất nhiều hướng để phân tích thành nhân tử. Chúng ta sẽ cố gắng chọn hướng nào ngắn gọn, đơn giản và dễ nhìn nhất. Bài tập thứ 2, tìm x. Cô có hai ý. Đầu tiên chúng ta thấy rằng bài này thì vế trái là một đa thức, vế phải bằng 0. Vậy thì để tìm x chúng ta sẽ biến đa thức vế trái thành nhân tử. Đa thức này đã có dạng là bình phương của một hiệu, vậy thì ta có thể biến đổi nó về dạng x trừ 1/2 tất cả bình. Tới đây ta suy ra là x trừ 1/2 phải bằng 0 và như vậy x bằng 1/2. Tiếp theo với câu B, ta thấy là nó có dạng đa thức bằng với âm 1. Để tìm x, cách đơn giản nhất là chúng ta sẽ chuyển hết tất cả các hạng tử sang phía vế trái và để vế phải bằng 0. Tới đây ta thấy đa thức này có dạng là lập phương của một tổng. Ta đưa nó về dạng 2x cộng 1 tất cả mũ 3. Như vậy ta suy ra 2x cộng 1 bằng 0 và tìm được x bằng âm 1/2. Sau đó thì kết luận. Như vậy ở bài giảng ngày hôm nay cô đã giới thiệu tới các con phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung cũng như một số bài toán đặc trưng. Cảm ơn các con đã lắng nghe bài giảng. Nếu thấy bài giảng hay và hữu ích, hãy like, share và subscribe kênh học trực tuyến Bing Group để có thể cập nhật những video mới nhất. Hẹn gặp lại các con!